sánh giống như là một họa sĩ nè, hoặc là một người viết nhạc nè. Tại vì nó là cả một cái kho tàng của cái sự sáng tạo. Trên thế giới này có rất là nhiều hàng ngàn loại tranh khác nhau, hàng ngàn loại cam, những cái nguyên liệu mới lạ hơn nữa. Thì mình làm sao mà mình kết hợp tất cả những cái lại với nhau thành một ly nước, thì nó gọi là một cái tác phẩm nghệ thuật. Và bartender thì cũng như vậy, trở thành là một người nghệ sĩ luôn. Chị thường là kể chuyện nhiều hơn, giống như là dùng cái ly cocktail để kể về một bộ phim mà có thể khách chưa xem, hoặc để kể về một cái văn hóa nào đó, hoặc để kể về câu chuyện của chính chị. Phải có trải nghiệm rất là nhiều thì mình mới có nhiều cái góc nhìn khác nhau. Tại vì với người mà mình có ít trải nghiệm đó, thì cái góc nhìn mình khi nó ít đó, thì nó sẽ nhìn một cái nguyên liệu rất là bình thường thôi. Nhưng mà đối với ví dụ đối với chị đi, khi mà mình đi miền núi, mình đi về đồng bằng thì mình sẽ thay đổi cái góc nhìn về nó. Thì một cái nguyên liệu nhưng mà mình có thể sử dụng nó, mình có thể tái chế nó thành ba bốn cách khác nhau. Ví dụ như là trái chanh đơn giản nhất nè, trái chanh bình thường mọi người chỉ nghĩ tới cái việc là cắt ra rồi nặn lấy nước thôi, nhưng mà bây giờ vỏ chanh mình vẫn có thể xài được, mình vẫn có thể ngâm để cho nó ra được cái mùi rất là thơm. Hoặc là mình có thể sau khi chị vắt cái vỏ chanh đó, vắt cái nước chanh ra, thì cái chanh nó chị ngâm với đường cho nó lên men. Điều quý giá nhất khi mà làm bartender đó là mình được gặp gỡ nhiều người, những con người mà mình, ví dụ như người thầy hay những người bạn mà mình rất là trân trọng những mối quan hệ đó, thì nó giống như là một gia đình với mình vậy. Và những người có những khách hàng rất là đáng yêu. Bar thì thí dụ như mình nghĩ về cảm giác ngày đầu tiên mình đi cái bar đầu tiên á, thì cái thứ nhất á là các bạn bartender á, là sẽ các bạn đó đầu tiên á là ăn mặc rất là chỉnh chu và gọi là rất là quý ông á, rồi các bạn nó tới nói chuyện với chị rất là dễ thương, xong rồi hỏi chị là muốn dùng như thế nào, rồi hỏi chị về giống như là quan tâm tới mình á, có nghĩa là thí dụ như thật sự hỏi là ok chị thích cái vị như thế nào em sẽ làm cho chị cái vị như đó. Hiện tại thì chỉ một số ít người Việt Nam có cái nhìn đúng đắn về ngành bartender, nhưng mà mình đang rất là cố gắng cùng mọi người muốn thay đổi nhiều hơn cái góc nhìn của người Việt Nam về cái ngành này. Là bọn mình đang làm ra một cái những cái tác phẩm nghệ thuật, bọn mình là một cái nơi giúp cho mọi người tâm sự.